Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video của Điện tử Tâm Hoa, địa chỉ trung tâm thị tứ Sa Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và với một video tiếp theo, em xin các bác cùng thưởng thức cái chất âm của cặp loa bãi xịn Audio Center LT15. Và hàng độc, hàng chất các bác nhé. Sở hữu một bát 40, bát từ leo mà một chiếc kèn. Và cặp loa này còn zin nguyên 100% các bác nhé. Giá của cặp loa này là trên 18 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu một cặp loa chất, một dòng loa bãi Audio Center LT15, xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Nó em ghép duy nhất với một chiếc vang cơ cao cấp Exatech 5G. Này nó có chế độ gì vọt các bác nhé, hát rất là ok, rất là phê. Và chiếc vang cơ cao cấp Exatech 5G, giá của chiếc vang này là 3,1 triệu các bác nhé. Và sau đây xin mời các bác cùng lắng nghe cái chất âm và để các bác tham khảo chất âm lời của cặp loa Audio Center LT15. Vâng, xin mời. Nơi đầu năm ba viết cho con khói nửa dạ mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười, nơi đầu năm tha thiết bao na cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng qua xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đạn đồng với nọa hư hóa hư không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Nơi đầu năm thêu bướm thêu hoa cho con vui để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người, nơi biển xa ba vui. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Nơi đầu năm thêu bướm thêu hoa cho con vui để gọi là quà.
học nên người, nơi miền xa ba vui. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người, nơi miền xa ba vui.